Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 60, phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000, tiết số 1. Chúng ta cộng này, chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị trước rồi tới hàng chục rồi tới hàng trăm. 7 ta cộng cho 5 là bằng 12. Ta viết 2 ta nhớ 1, chúng ta viết hàng đơn vị chúng ta nhớ hàng chục. Rồi qua đây. 6 cộng 2 là bằng 8, 8 có cộng 1 nhớ bên này qua là bằng là 9. 3 cộng 1 là bằng là 4. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 ta nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7, 7 cộng 1 nhớ là bằng là 8. 2 cộng 1 là bằng là 3. 2 ta cộng 9 bằng 11, viết 1 ta nhớ 1. 5 ta cộng 1 là bằng là 6. Này là 8 ta hạ xuống. 3 ta cộng cho 9 là bằng 12, viết 2 ta nhớ 1. 8 cộng 1 là bằng là 9, này là bằng là 1. Bài số 2, đặt tính rồi tính. 537 là cộng cho 140, 15. Bài cộng 5 bằng 12, viết 2 là nhớ 1, 3 cộng 4 bằng 7, 7 1 nhớ là bằng là 8, 5 cộng 1 là bằng là 6. Là cộng cho 2 là bằng là 10. Chứ không là nhớ 1, 5 3 8 1 là 9, 2 cộng 1 là bằng là 3. Tám cộng 7 là bằng 15, viết 5 ta nhớ 1. 3 cộng 1 là bằng là 4, 9. Tám cộng 8 là 16, viết 6 ta nhớ 1. 2 cộng 1 là bằng 3, là bằng 4. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Một nhà máy sáng nay sản xuất được là 169 chiếc bánh mì tròn và 803 chiếc bánh mì dẹp. Hỏi sáng nay nhà máy sản xuất được tất cả là bao nhiêu chiếc bánh mì? Giờ là tất cả sáng nay là tất cả là bao nhiêu? Ta lấy hai cái này, hai cái loại bánh này cộng lại với nhau. Cái này là tròn, cái này là dẹp. Số bánh mì sáng nay sản xuất được là số chiếc bánh mì. Đúng là gọi là cái số chiếc bánh mì. Sáng nay sản xuất được là ta lấy 169, ta cộng cho 803 bằng 9, ta cộng cho 3 bằng 12, viết 2 ta nhớ 1, 6 1 7, này là bằng là 9, này là chiếc bánh mì. Đáp số. Chín trăm bảy mươi hai chiếc bánh mì. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Nấu mẫu phép tính với kết quả của phép tính đó. Rồi, ta lấy hai số này cộng lại với nhau. 615 chúng ta sẽ cộng với 109 là bằng là 724. Rồi, chúng ta nấu vào đây. Này là 367 ta cộng với lại là 27 bằng là 394.
Bài này là 436 rồi cộng với lại là 358 bằng là 794. Nhà con chim này vào cái tổ này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.